Thưa quý vị, trong 2 ngày là ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 3, chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện đã được tổ chức tại bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh nhằm mang đến niềm vui cho những nữ bệnh nhân và những nữ y bác sĩ đang điều trị công tác tại đây trong dịp mùng 8 tháng 3. Trong chương trình này, các nghệ sĩ Thái Thủy Linh, Khởi My, Thúy Uyên, Thảo Trang, Hải Yến, Nam Cường đã trình diễn những ca khúc vui tươi, trẻ trung, cũng như những bản tình ca nhằm đem lại những giây phút thoải mái cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như tập thể y bác sĩ. Tại hai buổi diễn, ban tổ chức cũng đã tổ chức quyên góp được một số phần quà để trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà ý nghĩa trong ngày 8 tháng 3 vì Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ là nơi có rất đông sản phụ và nữ bệnh nhân đang điều trị. Chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện do Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và một số nghệ sĩ, đơn vị phối hợp thực hiện. Đến nay đã tổ chức được 69 chương trình tại hàng chục bệnh viện trên khắp cả nước.